Tin vui cho nông nghiệp Việt, xuất khẩu nông sản vượt kỷ lục, thủy sản lần đầu chạm mốc 10 tỷ USD. Từ lâu, nông nghiệp đã đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với kinh tế, xã hội của Việt Nam. Khí hậu nhiệt đới, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào và đa dạng sinh học phong phú là những điều kiện quan trọng để sau 40 năm đổi mới, thực hiện cải cách kinh tế, ngành nông nghiệp Việt Nam đã phát triển theo hướng thương mại đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và thế giới. Có thể nói, ngành nông nghiệp đã góp phần ổn định chính trị, xã hội, công nghiệp hóa và hiện đại hóa Việt Nam trong 40 năm qua, đặc biệt đóng vai trò lưới bảo vệ cho toàn bộ nền kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng. Điểm sáng là Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu trên thế giới, xuất khẩu nông sản vượt kỷ lục, thủy sản lần đầu chạm mốc 10 tỷ USD, kết thúc một năm 2022 nhiều biến động với nhiều kỷ lục bị phá vỡ. Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Chính phủ giao chỉ tiêu xuất khẩu nông sản đạt 50 tỷ USD. Nếu duy trì được đà xuất khẩu trong tháng cuối cùng của năm, thì khả năng xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm 2022 ước đạt 53 tỷ USD. Tối ngày 10 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Hải sản Việt Nam VASEB đã tổ chức lễ mừng xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD. Theo ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký VASEB, trong tháng 11/2022, lần đầu tiên kể từ đầu năm, tăng trưởng xuất khẩu thủy sản rơi xuống mức âm, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt khoảng 780 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, lũy kế tới hết tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 10,2 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, đây là lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản vượt mốc 10 tỷ USD trong một năm. Ngày 30 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 4,27 tỷ USD, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Dù tháng 11 xuất khẩu giảm nhẹ, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của năm 2022 đã chạm mốc 49 tỷ USD. Vượt con số kỷ lục của cả năm 2021 là 48,6 tỷ USD. Đóng góp vào kỷ lục này có sự góp phần không nhỏ của ngành thủy sản khi lần đầu tiên xuất khẩu chạm mốc 10,14 tỷ USD, tăng lên 27%. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 12 tới, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEB tổ chức lễ mừng xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD. 11 tháng qua cũng có 8 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD và giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước như cà phê đạt 3,5 tỷ USD, tăng 31,5%, cao su đạt 2,9 tỷ USD, tăng 3,2%, gạo đạt 3,2 tỷ USD, tăng 6,9%, cá tra 2,2 tỷ USD, tăng 61%, tôm 4,1 tỷ USD, tăng 14,6%. Gỗ và sản phẩm gỗ 14,6 tỷ USD, tăng 9%. Đạt được cột mốc quan trọng này là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu thủy sản 3 quý đầu năm. Sự tăng trưởng đó trước hết nhờ nhu cầu thị trường phục hồi mạnh tại hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn, nhất là Mỹ, EU và Trung Quốc. Giá thủy sản xuất khẩu tăng cao, trung bình từ 10 đến 60% cũng là nguyên nhân quan trọng tạo sự tăng trưởng mạnh trong 3 quý đầu năm. Việc tận dụng hiệu quả lợi thế thuế quan tại thị trường trong khối CPTPP cũng đóng góp không nhỏ vào thành tích xuất khẩu thủy sản khi xuất khẩu sang các nước CPTPP tăng 30%. Bên cạnh đó là những nguyên nhân khác như các chương trình xúc tiến thương mại kết nối và triển khai trở lại sau Covid-19 giúp cho xuất khẩu tăng mạnh từ tháng 3 đến tháng 8. Nguồn nguyên liệu thủy sản dự trữ khá dồi dào từ cuối năm 2021. Ngoài cột mốc 10 tỷ USD chung của xuất khẩu thủy sản, xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực cũng đã và sẽ đạt được những cột mốc quan trọng trong năm nay. Như với mặt hàng tôm, đến hết tháng 11 đã lần đầu tiên vượt mốc 4 tỷ USD. Xuất khẩu cá ngừ đến hết tháng 11 đạt 941 triệu USD và đang hướng tới việc lần đầu tiên chạm mốc 1 tỷ USD khi kết thúc năm. Về thị trường xuất khẩu, châu Á vẫn đứng số 1 với gần 45% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ và châu Âu lần lượt là 27% và 11% thị phần.
Về quốc gia thì Mỹ vẫn đứng số 1 với giá trị 12,3 tỷ USD, Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là 3,9 tỷ USD và 2,3 tỷ USD. Thị trường Mỹ đóng góp lượng ngoại tệ nhiều nhất cho thủy sản Việt Nam với trên 2 tỷ USD tính đến hết tháng 11, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông và thị trường Nhật Bản đạt doanh số gần tương đương nhau, khoảng 1,6 tỷ USD. Thị trường EU đến cuối tháng 11 đã mang về cho thủy sản Việt Nam trên 1,2 tỷ USD và Hàn Quốc mang về trên 882 triệu USD. Khối các nước CPTPP bao gồm cả Nhật Bản chiếm trên 26% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với gần 2,7 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, tăng 34% so với cùng kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2022, xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều biến động và khó khăn như hệ lụy của đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine, lạm phát giá trong nước và ở các thị trường, chi phí sản xuất và kinh doanh tăng mạnh, biến động tỷ giá ngoại tệ. Trong bối cảnh đó, nhờ kinh tế và môi trường kinh doanh ở Việt Nam ổn định và thuận lợi, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã biến những thách thức thành cơ hội, tận dụng lợi thế của các hiệp định FTA cũng như nhu cầu của thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2022. Kết quả, tính đến hết tháng 11 năm 2022, xuất khẩu thủy sản cả nước đã đạt hơn 10 tỷ USD. Dự kiến kết thúc năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ cán đích với con số 11 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2021. Đây là cột mốc kỷ lục lịch sử ngành thủy sản Việt Nam sau hơn 20 năm tham gia vào thị trường thế giới. Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, năm 2022, ước tính ngành thủy sản chiếm 3% tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam so với tổng kim ngạch xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước. Ngành thủy sản đóng góp gần 12% giá trị. Trên bản đồ xuất khẩu thủy sản thế giới, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba, chiếm trên 7% thị phần trên thị trường thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông sản trong thời gian tới còn nhiều thách thức như Trung Quốc chưa bỏ hoàn toàn chính sách Zero Covid, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng như đồng baht của Thái Lan mất giá hơn so với đồng Việt Nam và đồng USD, nên Trung Quốc đang có xu hướng nhập khẩu nhiều các sản phẩm của Thái hơn. Các nước Liên minh châu Âu EU truy xuất nguồn gốc nguyên liệu gỗ rất nghiêm ngặt, nên xuất khẩu viên nén gỗ từ Việt Nam sang EU vẫn còn khiêm tốn. Tiêu chuẩn viên nén của EU hiện cao hơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải đầu tư lớn để cải thiện thiết bị và công nghệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng và các yêu cầu tạm thời đối với chanh leo sang Trung Quốc. Yêu cầu nhập khẩu đối với bưởi xuất sang Mỹ cho các tổ chức, cá nhân liên quan tại các địa phương. Đặc biệt, Bộ đàm phán các nội dung kỹ thuật để sớm ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, xoài xuất khẩu sang Trung Quốc, phối hợp với kiểm tra trực tuyến hàng tuần với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đối với mặt hàng chuối và sầu riêng, đồng thời đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch vào thị trường lớn và tiềm năng khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Úc, New Zealand. Các đơn vị chuyên môn làm việc với thanh tra kiểm dịch thực vật Nhật Bản sang kiểm tra các cơ sở xử lý thanh long, xoài, nhãn của Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này. Phải khẳng định rằng ngành nông nghiệp với những thế mạnh vốn có đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nông, lâm, thủy sản toàn cầu, vươn lên trở thành một nhà cung cấp lớn trên thị trường nông sản thế giới về quy mô và phạm vi thương mại. Để nông nghiệp có vị trí cao hơn trên trường quốc tế, nông sản được bạn bè quốc tế tìm mua, ưa chuộng, đánh giá cao, thì không có cách nào khác là chúng ta phải nâng cao chất lượng sản phẩm một cách chuyên nghiệp. Một mặt phát huy mạnh mẽ lợi thế vốn có về thổ nhưỡng, khí hậu, con người và giống cây trồng, vật nuôi, nông nghiệp Việt Nam cần tiếp tục phát triển hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu gắn với chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế,
tận dụng hiệu quả quá trình hội nhập và toàn cầu hóa với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Hãy chia sẻ ngay cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng F một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.